Sớt đi Nhi. Xin chào anh em, chào mừng anh em trở lại channel YouTube của Thi Tài Soccer. Và hôm nay mình gửi lời chúc 8 tháng 3 đến tất cả các bạn nữ ở toàn Việt Nam và trên thế giới. Và nhân dịp 8 tháng 3 như thế này, mình sẽ trở lại với lại một series bóng đá mà trước đây mình đã từng làm với Lê Bảo Minh FC. Đó là thử thách bóng đá. Và một nhân vật sẽ theo ngày 8 tháng 3 ngày hôm nay chiều với mình, đó là bạn Nhi. Ok, chào em. Yeah. Dạ, em xin chào mọi người ạ. Em có thể giới thiệu cho mọi người biết là em tên đầy đủ là gì nhỉ? Dạ, đầy đủ của em là tên Nguyễn Thị Yến Nhi ạ. Nguyễn Thị Yến Nhi. Dạ. Dạ, em sinh năm bao nhiêu? Dạ, em sinh năm 2000. Năm 2000, trời ơi, 20X điểm danh. Trời ơi, mình 8X, gặp 20X chết rồi. Phải không? Rồi, em ở Đồng Tháp đúng không? Dạ, quê em ở An Giang ạ. À, An Giang, team An Giang điểm danh nào. Anh hỏi thêm, em tập luyện bóng đá lâu chưa? Dạ, em có tập thôi nhưng mà giờ em chỉ ra chơi phủi với lại phong trào với mấy bạn nữ thôi. Là có tập một thời gian dài có rồi? Có tập một thời gian lúc nhỏ. Là giờ đi đá phong trào cho vui? Giờ đi làm với lại đi đá phong trào với mấy bạn cho vui thôi. Dạ, anh được Kim Messi giới thiệu là em đá bóng rất là tốt. Thì không biết hôm nay sẽ như thế nào thì anh sẽ có một vô số thử thách dành cho em. Dạ. Em sẵn sàng không? Dạ sẵn sàng. Ok. Rồi, vậy thì bây giờ mình sẽ đi đến thử thách đầu tiên, thử thách tân bóng. Dạ. Đây là sự trở lại của Kim Messi. Nãy giờ Kim Messi núp bóng hậu trường, giờ Kim Messi đã xuất hiện trở lại. Kim Messi có lời nào dành cho Nhi không? À, chúc cho Nhi hôm nay là thử thách thành công. 8 tháng 3 không chúc gì luôn. À đúng rồi, tại vì so với mình thì bé Nhi cách mình tới con giáp rồi các bạn. Yeah, okay. Nên đáng tuổi là em thì cháu gì đó nhưng mà vẫn chúc Nhi là tuổi mới dễ thương hơn, cute hơn, đá banh giỏi hơn. Dạ. Yeah. Em cảm ơn. Tân bóng này thì anh sẽ cho em 20 giây. Em cố gắng tân càng nhiều lần càng tốt. Anh sẽ là đếm và Messi sẽ coi giây. Dạ. Bấm giờ. Ok, sẵn sàng nhé. Sẵn sàng. Rồi. Ok chưa Messi? Ok. 3, 2, 1, bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. 33 cái. Wow, không rớt quả nào luôn. Có cả từng giây, từng... có cả từng vai, ủa lộn, không phải từng vai, có cả từng đùi, từng lòng, từng mu và không rớt cái nào luôn. 20 giây được 33 cái, rất hay, rất là tuyệt vời. Nhưng mà thêm thấy là kỹ thuật tân rất là tốt, còn tân được nhiều hơn nữa. Giờ thách em tân 50 cái luôn. Không sẵn sàng không? Không giới hạn thời gian. Không giới hạn. Mình tin chắc là sẽ tân được 50 cái. Quả bóng này là một quả bóng futsal, bóng futsal, bóng dành cho sân 5 người á, tân cũng khá là khó đó. Không phải đơn giản đâu. Đó, nhưng mà thấy nãy Nhi tân rất là kỹ thuật rất là tốt. Rồi. Sẵn sàng nha. 3 2 1 bắt đầu. 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 tốt. 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 tầng mù rất tốt luôn. 29 30 31 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Yeah, 51, tuyệt vời. 52. Yeah, quá hay luôn. Đập tay cái chứ. Yeah. Nói gì nữa giờ, quá tuyệt vời các anh em ơi. Quá hay, quá tuyệt vời luôn. Sau phần thử thách tân bóng thì bây giờ là thử thách rê bóng. Ở đây chúng ta sẽ có 10 marker xếp hàng thẳng hàng phía ngoài kia và nhiệm vụ của Nhi là rê một vòng lên kia xong vòng về. Mình sẽ làm mẫu xem để mình biết được mình làm đi cái marker này được bao nhiêu giây để so sánh với kết quả của Nhi nó sẽ như thế nào. Nhiều khi thi sai lần này sẽ bị ăn hành. Ok. Rồi. Mình đem hai mẫu đầu đi nha các bạn. Dạ, yeah, mình sẽ bấm giờ nha. Ok. 3 2 1. Ui,
Yeah. Wow. Wow. 15 giây. 83. 16 giây đó anh em. 16 giây. Tính chẵn là 16 giây nha. Okay. Đó là phải một con số mình là đi hết tốc lực rồi đó, kêu đi nhanh hơn chứ không đi được, nhưng mà có phải là một con số mà em sẽ vượt qua được không? Có thể. Ok. Rồi, cố gắng nha. Dạ. Yeah, cái trước cái 3 2 1 bắt đầu. Wow, mã trong mã ngoài điêu luyện quá. Rất gọn gàng. Trời ơi. Trời ơi, TV Style bị đánh bại rồi. Wow. Rất gọn gàng và nhịp nhàng. Wow. 16 giây 52. Wow. Cũng ngang ngửa với TV Style. Hay quá. 1 giây. 1 giây. Mình sẽ xuất tí là mình sẽ bị đánh bại rồi anh em ơi. Mà hôm nay không ngờ là đi bóng đường cọc nhanh như vậy luôn. Messi muốn đấu không? Messi đấu không? Tập sao? Ok, để nhờ có Nhi mà mình khai trương lại series thử thách bóng đá như thế này. Và số tiếp theo mình sẽ thử thách ông này coi ông đi nhanh hơn Nhi không nha. Mọi người nhớ xem nha. Cảm thấy lo lắng đó các bạn. Rồi, một kết quả rất là tuyệt vời từ Nhi. Chỉ 17 giây thôi đi được kết quả như thế này. Mình cảm thấy là rất là tuyệt vời. Và kỹ năng má trong, má ngoài, chạm bóng, đi bóng rất là tốt. Đó là theo cảm nghĩ của mình. Ok, thì đó là kỹ năng dẫn bóng của Nhi nha. Tiếp theo sẽ là thử thách đỡ bước 1. Messi sẽ đứng cuối sân bên kia, phát bóng qua và Nhi sẽ bên đây đỡ bóng. Thì thử thách của Nhi hôm nay là sẽ có đỡ bóng bằng găm, mu bàn chân hoặc lòng bàn chân, tức là mu với lòng là một, đùi và ngực. Thân chết luôn nhé bạn. Ok, sẵn sàng chưa hả? Dạ, sẵn sàng. Trong lúc em tập luyện bóng đá có tập mấy động kỹ thuật này thường xuyên không? Dạ, cũng chịu khó tập xíu. Cũng chịu khó tập xíu à. Rồi, Messi xuống kia. Ok. Không, rồi. Mình nghĩ là thi sắp lực với bạn. Không biết thi restyle đỡ được không nè. Mình đỡ trước, Nhi đỡ sau. Và thi restyle sẽ làm mẫu trước nè. Thi restyle làm được và em phải làm được giống như anh nè. Chứ mà thi restyle không làm được nữa thì sẽ không có đứng đây đâu ha. Ok, chơi Si ơi. Được không? Ok. Cố gắng nha. Cho hai lần. Lần đầu tiên. Wow, cũng ok. Có vẻ dễ. Dễ mà đúng không? Đỡ gầm nè. Đỡ lòng bàn chân hoặc là đỡ mu bàn chân nó sẽ dễ hơn rất nhiều. Wow, rất gọn gàng. Trời, nói gì nữa. Mu bàn chân luôn đi. Lòng nó dễ quá, giờ mu bàn chân cho nó thôi. Yeah. Không được giống Ronaldinho. Nhưng mà Nhi sẽ là đường giống như Ronaldinho. Wow. Tuyệt vời. Khá dễ dàng đúng không? Tiếp tục, đuôi. Đuôi. Rất dễ dàng. Đuôi, đuôi, đuôi. Yeah, ok. Một lần nữa. Phải chính xác nha Si ơi. Wow, ai. Yeah. Đập tay lần nữa, rồi. Giờ này là mình sợ nhất nè. Ok, đỡ bằng ngực nha. Wow. Ổn chưa? Rồi. Đỡ được đây rồi. Wow. Một lần nữa. Đẩy luôn. Wow. Rồi, cái này thành đứa đánh rất là ngọt ngào, dễ dàng luôn.
nhìn Nhi làm rất là tự tin và thoải mái luôn. Mình sẽ nhận xét vô. Thực tế là nãy giờ mình chuyện khó luôn các bạn. Chuyện cao lắm. Không hề nương đâu. Các bạn đừng nghĩ là mình chuyện nương ở thấy học trò mình hay là mình chuyện dễ, chuyện không có đâu nha. Mình chuyện khó luôn mà không ngờ luôn là Nhi giữ được luôn các bạn. Hoàn thành thử thách đỡ bước 1. Quá tuyệt vời luôn. Em cảm thấy giác như thế nào? Dạ, hơi khó xíu nhưng mà vẫn làm được. Mình đỡ ngực mình thấy đau lắm, không biết sao. Không biết Nhi thấy sao. Sao ra đỡ ngực, đỡ ngực cảm giác sao? Nó hơi kiểu sung mãn xíu. Sung mãn luôn hả? Tại mình nữ luôn mà. Dạ. Nữ ít có pha đỡ ngực lắm. Tối nay bảo đảm luôn sau khi cái video này xong là tối nay thì sẽ là khó ngủ các bạn. Ok, thì thở thì thử thách đỡ bước 1 là xong. Bây giờ là tiếp theo là thử thách lừa qua người, dứt điểm. Nhi sẽ có 3 kỹ thuật nào để show up cho mọi người cùng xem nha. Mình cũng đang mong chờ ngay bây giờ. Vô. Wow. The roulette. The roulette. Yeah. Tuyệt vời. Một skill rất là hay. Vô. Wow, step over. Ôi, suýt ghê thế. Lát nữa tới lượt suýt không thành, chắc chết. Xem nào, xem nào. Wow, Rainbow League anh em ơi. Trời ơi, bữa giờ mình làm Rainbow League quá trời luôn. Hôm nay cũng có một Nhi nữa làm Rainbow League. Thì với Nhi, trời sinh một cặp luôn. Wow, quá hay. Một pha quá bất ngờ. Ba skill roulette của Zinedine Zidane, step over của Ronaldo, Rainbow League của Neymar. Trời ơi, bao nhiêu con người hội tụ trong cô gái này vậy? Cuối cùng em từ đâu tới? Em từ hành tinh nào tới vậy? Trời ơi, quá chả kinh khủng. Chả về gì sao nó đi. Học trò của Kim Messi mà Messi cũng không biết gì luôn. Kỳ thật chứ. Ok, nhưng mà hồi nãy có một pha sút bóng mình cảm thấy rất là lo ngại cho thử thách cuối cùng này. Sút bóng. Sút em up. Em tự tin sút phạt đền thôi, sút phạt đền chắc là đá mình ná thở luôn á. Mình thấy đó là bây giờ sút cỡ 9 mét đi. Nha. Sẵn sàng cho thử thách sút bóng nha. Dạ sẵn sàng. Rồi, 3 2 1 về cái nha. 1 2 3. Yeah. Sau đây sẽ là thử thách sút mình mong chờ nhất trong các tất cả thử thách của ngày hôm nay. Sau đây sẽ là 3 quả. Thì Nhi sẽ sút 3 quả và thứ hôm nay sẽ là TV Time Soccer. Thì sẽ bắt hết đó các bạn. 3 vô 1 không? Hay là 3 vô 3? Đón chờ xem nha. Bắt đầu. Thì cho mình hỏi là trái này Thi chụp hết mình chưa? Ok, 1-0. Thi hơi sợ nha các bạn. Nói đang rất là sợ. Ok, quả thứ hai. Hai không. Mặc dù là suốt giữa không à, nhưng mà banh bay căng quá không dám chụp. Thi sợ. Đang rất là sợ nha. Ok, cho đây sẽ là quả thứ ba nha. Hai quả thành công rồi, hy vọng quả này ghi bàn luôn nha Nhi. Cho Thi ăn hành. Nói gì nữa giờ? Mặc dù là không vào nhưng mà nghe cái bánh ú gấp da cũng thành. Các bạn có nhớ cái clip mà Thi đá với mình vào biển không? Ghi bàn sao nghe là thắng rồi nhớ các bạn. Đó là những pha sút bóng rất là hay. Nhưng mà mình nghĩ đó chưa phải là tất cả đâu. Có bé chưa đã đúng không các bạn? Đã là phải quay tài quả bóng này à. Được cái uy lực bóng futsal mà sút cỡ đó thì mình nghĩ là bóng này chắc còn kinh khủng nữa. Đúng không? Nãy giờ mình thấy bóng của anh mà Thi đã không thấy với banh rồi. Thì trái banh này anh mình nghĩ thì banh tân xoay năm rip Thi. Ok, sau đây sẽ quả đầu tiên banh sân lớn. Sút đi Nhi. Thi
bay qua. Cái này mình nghĩ không phải là thi né nhưng mà bắt buộc phải né nha các bạn. Hai, vô hai rồi. Quả thứ ba này sao ta? Anh nghĩ là em nên đóng nắp nha. Ok, trái cuối cùng, thể hiện hết sức mạnh của mình. Cho người ta thấy sức mạnh của phụ nữ đi Nhi. Hãy cho anh biết cảm giác hôm nay của em như thế nào khi làm thủ môn lần đầu tiên. Lần đầu tiên trong đời đi làm thủ môn mà bị ăn hành đến như vậy. Bí. Khoan, nhưng mà ăn hành từ nam thì nói. Từ một cô gái. Một cô gái. À, ngày 8 tháng 3. Thưa các bạn, hôm nay ngày 8 tháng 3. Trưng dụng sức mạnh của phụ nữ. Chết thật, mấy quả gì rồi mà mình bắt mà mình cố mình bắt mà chỉ chết thôi. Mình né đi cho lẹ. Vậy là xong một buổi tối ăn banh ăn hành bởi một cô gái. Lúc đầu là nghe Kim Si thì đưa ra những cái thử thách, mình cũng tính đưa ra những cái thử thách nào đó nó dễ thôi. Mình nghĩ là việc mình đi vô làm thủ môn thì cũng nó cũng dễ luôn, ai dè đâu kết quả nó không giống như mình mong đợi. Mình chưa kết quả các bạn. Quá kinh khủng. Thật ra mình trước giờ mình chưa xem Nhi suốt bao giờ, tới đây cũng chỉ thấy rê tân mấy cái thì mình cảm thấy là ồ mấy kỹ thuật đó rất tốt, mà hóa ra không chỉ rê hay tân bóng giỏi mà sút còn ác như Ronaldo nữa. Trời ơi, nhìn đường banh là mình chán luôn. Messi kiếm đâu ra một tài năng bóng đá nữ hay thế này vậy? Thật sự là không phải là tìm, mà có duyên là mình đi huấn luyện một đội banh và vô tình có Nhi ở đó. À, là đội bóng của Kim Messi huấn luyện là có Nhi trong đội. Câu bộ tên gì ta? Nhi nói đi em. Đội bóng em đang tập luyện với lại đang chơi giải trí là Sài Gòn Breezy. Sài Gòn Breezy. Công việc em là gì ta? Dạ em làm bên khách sạn ạ. Dạ. Rồi. Mình sẽ không hỏi sâu về công việc. Một cô gái 2K ngoài tài năng bóng đá còn rất xinh đẹp. Anh em 2K điểm danh nào? Anh em nào ba bích đó có được đi trước luôn á. Ok, cũng nhưng 8 tháng 3 thì cũng rất là vui khi có sự xuất hiện của Nhi trong video clip của Thi Ra Soccer. Đó là một cái niềm vui của mình. Hôm nay có cái cảm xúc gì không em? Dạ, em cũng nói thiệt luôn á. Wow, là em xúc. Biết anh Thi đã lâu rồi. Wow. Nhưng mà em không ngờ là hôm nay là em cho anh Thi được ăn hành. Cảm giác sao? Dạ, feel. À, chợ ngày hôm nay để bán hành cho Thiên Style nè mọi người ơi. Yeah. Ok, thì 8 tháng 3 thì cũng có một món quà nho nhỏ. Món quà đó là em đang mặc trên người rồi. Dạ. Yeah. Anh xin gửi tặng cho em chiếc áo đấu của đội tuyển bóng đá Việt Nam năm 2020. 2021 thì mình cũng có một bộ mình đang sưu tập ở nhà rồi. Đây là chiếc áo mình đang sử dụng luôn, mình tặng lại cho Nhi luôn chứ không phải là mình mua một cái áo nào khác để mình tặng cả. Dạ. Yeah. Cảm ơn anh ạ. Trở lại với series thử thách bóng đá mà sắp tới mình sẽ còn làm với lại các bạn nhỏ U và các bạn nữ khác hoặc là các siêu phụ khác, mọi người cùng chờ xem nhé. Và 8 tháng 3 thì chúc Nhi sẽ càng thành công trong công việc và luôn sẽ chung xinh đẹp và luôn có những cái hoài bão và những cái ước mơ và đá bóng thật hay hơn nữa. Anh em thấy hay thì nhớ like và nhớ subscribe để mình làm các video clip như thế này trong thời gian sắp tới nữa nha. Rồi, mình đặt Phạm Trong Thi. Đây là Kim Messi. Đây là Nhi Đồng. Xin chào, hẹn gặp lại.